Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Y học cổ truyền Việt Nam đã có hàng nghìn năm lịch sử, rất nhiều bài thuốc có công dụng tuyệt vời đối với việc điều trị bệnh. Tuy nhiên, hiện nay y học hiện đại ngày càng phát triển khiến cho con người dần quên lãng đi các bài thuốc dân gian. Thuốc Tây y hiện nay được sản xuất tràn lan, các xưởng sản xuất thuốc mọc lên như nấm, thêm vào đó là việc sử dụng thuốc Tây y thường có tác dụng nhanh chóng, dễ sử dụng và rất gọn nhẹ. Bên cạnh đó, thuốc Tây y hiện nay được quảng cáo tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng nên nó thường có tính đại chúng hơn, do đó nhiều người đã dần quên lãng đi các bài thuốc Đông y. Hiện nay có nhiều nhà thuốc Đông y, nhiều thầy thuốc nhưng uy tín và chất lượng không có khiến cho người bệnh dần mất lòng tin về thuốc Đông y, thêm vào đó là các nguyên liệu thường không có nguồn gốc dễ dàng để sử dụng. Ăn thuốc Đông y thì người bệnh mất rất nhiều thời gian để sắc, đồng thời tác dụng của thuốc chậm, người bệnh phải kiên trì sử dụng trong thời gian dài. Do đó nhiều người cảm thấy ngại sử dụng thuốc Đông y để điều trị bệnh. Bệnh xương khớp là một căn bệnh phổ biến, mang đến nhiều phiền toái cho người bệnh. Bệnh cơ xương khớp nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, người bệnh có thể bị tàn phế, giảm vận động. Nguyên nhân gây bệnh xương khớp. Theo y học hiện đại, bệnh xương khớp xuất hiện và phát triển là do các vùng xung quanh khớp bị suy yếu, giảm chức năng vận động, lớp sụn bảo vệ khớp bị mòn đi khiến cho việc vận động khó khăn. Lâu ngày có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm xảy ra ở khớp và các cơ quan xung quanh khớp. Hậu quả là người bệnh cảm thấy đau đớn và khó vận động. Theo y học cổ truyền thì bệnh cơ xương khớp là do cơ thể bị giảm sức đề kháng, vệ khí suy giảm, khiến cho các tài khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể làm ảnh hưởng đến cơ, khớp. Khi đó các khí huyết trong cơ thể không được lưu thông, gây ra sự tắc nghẽn ở các khớp và dẫn đến sưng, đau, mỏi ở khớp. Tình trạng này có thể gặp ở một hoặc nhiều khớp trên cơ thể. Những người tuổi cao, cơ thể suy nhược sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về cơ xương khớp. Do các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu, khiến cho việc nuôi dưỡng các tế bào kém, từ đó sức đề kháng cũng giảm và đó là điều kiện thuận lợi cho bệnh xuất hiện và phát triển một cách nhanh chóng. Triệu chứng của bệnh xương khớp. Trường hợp viêm khớp nhưng không có biểu hiện sưng, nóng, đỏ. Triệu chứng điển hình nhất là người bệnh có cảm giác đau mỏi ở các khớp. Khi thời tiết lạnh hoặc sống trong môi trường ẩm ướt, thấp, lạnh thì đau càng tăng lên, mỗi khi thay đổi thời tiết thì bệnh sẽ tái phát. Bệnh thường phát triển âm thầm, kèm theo một số triệu chứng khác như rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, kém ăn. Theo Đông y thì sẽ xác định bệnh do phong hàn hay thấp, từ đó sẽ có bài thuốc phù hợp để điều trị. Thoái hóa khớp, khi can, thận suy giảm chức năng khiến cho việc nuôi dưỡng gân, cơ không được đảm bảo, tạo điều kiện cho tà khí như phong thấp xâm nhập là bế tắc kinh lạc và gây nên bệnh. Bệnh viêm khớp có dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau. Bệnh thường xuất hiện dưới hai dạng cấp tính và mãn tính. Ở thể cấp tính, trong Đông y gọi là chứng phong thấp nhiệt tí, người bệnh sẽ có dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau ở các khớp, thường xuất hiện ở các khớp đối xứng, việc vận động trở nên khó khăn. Ngoài ra người bệnh còn có dấu hiệu nước tiểu vàng, mạch hoạt xác, rêu lưỡi vàng mỏng, chất lưỡi đỏ, sốt da mồ hôi, sợ lạnh. Ở thể mãn tính, bệnh thường phát triển trong một thời gian dài, ban đầu người bệnh có thể chỉ cảm thấy cứng khớp, khó cử động, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng teo cơ, dính khớp, làm biến dạng khớp, người bệnh có thể bị tàn phế. Điều trị bệnh xương khớp bằng Đông y, căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh để có bài thuốc điều trị hợp lý. Theo Đông y, bệnh xương khớp là chứng tý, do vệ khí không đầy đủ, các tà khí bên ngoài xâm nhập là hai yếu tố chính kết hợp với nhau khiến cho cây ết, ý huyết bị tắc nghẽn gây nên bệnh. Nguyên tắc chung để chữa bệnh xương khớp bằng Đông y là khu phong, tán hàn, trừ thấp, thanh nhiệt, thông kinh lạc, bổ can thận.
Sau khi điều trị bệnh, người bệnh nên sử dụng một số bài thuốc có tác dụng bổ can thận, lương huyết, khu phong, trừ thấp để phòng bệnh tê ái phát. Theo Lương Y Vũ Thị Huệ, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các bài thuốc gia truyền, cho biết, bệnh xương khớp là một trong những căn bệnh khó có thể chữa khỏi dứt điểm. Bài thuốc mà trung tâm được chuyển giao và đang ứng dụng có tác dụng giúp giảm đau, phục hồi chức năng của khớp, giúp ngừa y bệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời bài thuốc còn có tác dụng bổ can, thận giúp tăng cường sức đề kháng không như thuốc Tây, càng uống nhiều càng hại cho gan thận và ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Một số người đã sử dụng bài thuốc vào có kết quả rất khả quan. Nhiều người đã sử dụng thuốc và có hiệu quả tốt thường quay lại mua thêm, người bệnh cảm thấy cơn đau dịu hẳn đi, các khớp hoạt động linh hoạt hơn sau 1 tháng 2 liệu trình thuốc. Ví dụ như ông Nguyễn Mạnh Anh, Hải Dương, kể, ông là một người nông dân, quanh năm làm việc vất vả nên ông đã bị thoái hóa đố tê sống lưng khi mới 40 tuổi. Ông đã từng điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, các bác sĩ cho ông dùng thuốc Tây, các triệu chứng bệnh giảm nhanh chóng nhưng sau đó lại tái phát rất nhanh. Sau đó ông đã chuyển sang sử dụng thuốc Đông y, tuy nhiên đã bốc thuốc ở nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuy tiên giảm, bệnh để lâu ngày càng nặng hơn khiến ông rất lo lắng. Sau đó được một số người quen giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các bài thuốc gia truyền, vì họ đã từng chữa ở đây và có hiệu quả rất tốt đối với bệnh xương khớp nên ông đã tin tưởng tìm đến trung tâm. Ông đã uống thuốc của trung tâm sau 1 liệu trình đã thấy bệnh suy giảm rất nhiều, các triệu chứng sưng, đau giảm hẳn, khi thời tiết thay đổi cũng không thấy đau nhiều như trước. Trường hợp như ông Mạnh Anh chỉ là một trong những trường hợp điển hình đã từng sử dụng bài thuốc của trung tâm. Thành phần chính của bài thuốc, khúc khắc, dễ tất bát, cốt khí, dây đau xương, sơn thục, độc hoạt làng. Và một số vị thuốc khác. Tác dụng của bài thuốc này có tác dụng thanh nhiệt, bổ gân cốt, dùng để chữa các chứng phong tê thấp, nhức mỏi, chân tay tê dại. Công dụng của từng thành phần trong bài thuốc. Khúc khắc, đây là một vị thuốc trong đông y có vị ngọt, nhạt, tính bình, có công dụng khử phong thấp, bổ gân cốt, thanh nhiệt, chữa chứng tê thấp, đau mỏi, viêm da, tiêu hóa kém. Dễ tất bát, có vị cay, tính ấm, mùi thơm thường được sử dụng để ôn chung, tán hàn, hạ khí, chỉ thống, dùng trong điều trị bệnh phong hàn thấp, chân tay lạnh, tê dại. Cốt khí, có vị ngọt đắng, tính mát. Có tác dụng trừ thấp, khu phong, hoạt huyết, thông mạch, giảm đau, lợi tiểu, giải độc, thường. Được dùng trong các bài thuốc chữa phong thấp tê dại, đau nhức gân xương, ứ huyết do chấn thương. Dây đau xương, có tác dụng khu phong, hoạt huyết, trừ thấp, bổ gân cốt. Độc hoạt, thường dùng để trị chứng phong thấp, phong hàn. Một số lưu ý khi sử dụng thuốc. Trong quá trình sử dụng bài thuốc này thì người bệnh không nên dùng thêm các bài thuốc khác có bán trên thị trường. Đồng thời người bệnh cũng không nên vận động quá sức, nên có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tránh việc hoạt động sai tư thế sẽ khiến cho áp lực lên. Các khớp tăng lên khiến cho bệnh phát triển ngày càng nặng hơn. Đây là bài thuốc gia truyền tuy nhiên không thể áp dụng cho tất cả mọi người đều như nhau. Trung tâm đã được chuyển giao bài thuốc gia truyền, sau đó trung tâm đã tiến hành nghiên cứu, pha phối thêm nhiều vị thuốc khác để làm tăng hiệu quả điều trị của bài thuốc đối với bệnh xương khớp. Mỗi người bệnh sẽ có một cách phối hợp các vị thuốc khác nhau, tùy thuộc vào thể trạng người bệnh và tình trạng nặng nhẹ của bệnh. Chào các bạn!